Xin chào mọi người, đây là một cái video khẩn cấp cho cái nhóm đầu tư dài hạn. Chuẩn bị tới đây là mình sẽ gửi cho bạn đi lại những cái đồng bạn nên thu gom với cái giá bạn nên thu gom. Ngay bây giờ giá BTC là 64.200, mình đã gửi cho bạn một cái video, mình đã cho bạn mua ở cái vùng 64.000 nha. Ok, thì bắt đầu ngay bây giờ bạn phải nên mua đi. Ok, bởi vì cái trường hợp 662 này xuống á, thì nó sẽ không sâu cho máy, nó sẽ rơi vào cái con giá ngay bây giờ mà nó bung lên thôi. Ok, bởi vậy nên mua vô ngay bây giờ, nên mua nên 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 mua vô ngay bây giờ. Ok, nó xuống thêm, nếu mà nó xuống thêm 63.300 nên mua vô. Ok, 62.200 nên mua vô. Ok, cái khu này. Ok, 61.500 mua vô. Rất khó để đụng con giá 61.500, nó có thể rau ria thêm xuống một chút xíu nữa thôi là nó bung, hay là nó bung luôn luôn ngay bây giờ, bung lên luôn ngay bây giờ, hoặc rau ria xuống thêm một chút xíu nữa rồi bung, rau ria xuống tới cái vùng 62.200 rồi bung. Ok, bởi vậy bạn phải thu gom. Ok, và mình chuyển tới đây mình đẩy ra những cái vùng thu gom của những đồng khác cho bạn. Vậy thôi, xin chào.